Chào các bạn. Cách đây 3 năm mình có làm một cái video về cập nhật thông tin cá nhân trên phần mềm quản lý cán bộ và cũng được rất nhiều các bạn quan tâm xem và tham khảo. Trong quá trình xem tham khảo thì các bạn cũng có một số bạn có ý kiến bình luận thì rất tiếc là mình cũng quá lâu mình không 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 truy cập để mình đăng tải những cái video mới để trả lời cho những cái bình luận của các bạn, những thắc mắc của các bạn. Hôm nay mình cũng làm một cái video trả lời một cái bình luận có thể nói là nó thông dụng nhất mà hàng ngày chúng ta có thể thường mắc phải. Đấy, có một bạn có bình luận là quên mật khẩu giờ làm sao. Như vậy quên mật khẩu trong cái phần mềm quản lý cán bộ ấy, thì chúng ta có hai cách để chúng ta có thể là lấy lại mật khẩu. Thứ nhất là các bạn tự lấy. Thứ hai là chúng ta liên hệ với quản trị viên hoặc là liên hệ với người quản lý cái phần mềm quản lý cán bộ của cơ quan mình. Ví dụ như đây, nếu chúng ta liên hệ với người quản trị cái phần mềm quản lý cán bộ tại cơ quan đơn vị mình thì họ sẽ đặt lại mật khẩu cho các bạn bằng cách là ấn vào đặt lại mật khẩu, họ tự nhập hoặc là đặt lại mật khẩu bằng cách gửi về Gmail. Việc đặt lại mật khẩu tự nhập khi mà đã liên hệ với quản trị phần mềm của nhà trường, của cơ quan các bạn thì các bạn có thể để là quản lý đặt lại mật khẩu tự nhập thì nó sẽ tự nhập luôn trực tiếp đây, thì họ sẽ cấp luôn, các bạn không phải thao tác khi mà phải đăng nhập vào mail để lấy lại thông tin để chúng ta nhập lại nữa. Còn cách thứ hai thì chúng ta là tự nhập. Cái cách mà chúng ta tự nhập thì chúng ta khi mà đăng nhập thông tin cá nhân chúng ta có cập nhật cái thông tin về cái tên mail của chúng ta. Khi mà chúng ta vào cái phần mềm ở cái phần đăng nhập, ở phần đăng nhập thì chúng ta nhập cái tài khoản vào, nhưng chúng ta có không nhớ mật khẩu thì nó có cái nút quên mật khẩu. Các bạn ấn quên mật khẩu thì cái thông tin để đăng nhập và lấy lại mật khẩu nó sẽ gửi về cái tên mail các bạn đã được cập nhật ở trên phần mềm, và các bạn sẽ trở lại cái đăng nhập vào cái mail của mình để mình lấy lại thông tin, và chúng ta làm theo các bước để chúng ta lấy lại cái mật khẩu mới và đăng nhập lại phần mềm. Đó là cái cách để chúng ta lấy lại mật khẩu trên phần mềm quản lý cán bộ. Chúc các bạn thành công.